Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến. Hôm nay cũng lại là câu chuyện của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thì như chúng ta đã biết đó, ngày hôm qua báo chí cũng đã đưa lên về cái vấn đề về thêm 14 người bị can, bị cáo trong cái vụ mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với tập đoàn mà Vạn Thịnh Phát đó. Đó, thì trong đó có tên bà Trương Mỹ Lan, có tên của bà Trương Huệ Vân và hai cô con gái của bà Trương Mỹ Lan là Chu Diệc Phấn và Chu Diệc Hằng. Thì thưa quý vị, nhưng mà trong đó đó lại không có tên của bà Nguyễn Phương Hồng. Như vậy thì chúng ta nói lại vào cái ngày 10 tháng 10 vừa qua là đồng loạt những cái trang báo giống như là báo Pháp Luật, báo Vietnamnet, báo Vietstock, báo Vietzy vân vân cũng đã đưa cái tin về cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng 39 tuổi. Ha, và bà Hồng này đó, ngay thời điểm đó đó, bà là gì? Bà cũng là bị can, đã bị bắt tạm giam trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Bà Hồng ngay thời điểm đó giữ chức vụ là gì? Thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng SCB. Nhưng mà chỉ sau vài tiếng thôi thì các trang báo này đã đột nhiên gỡ bài hết. Chỉ còn lại một số bài viết của những tờ báo nước ngoài thôi. Và trong đó chúng ta thấy rõ ràng là có nguyên cả những cái tấm ảnh ảnh chụp là cái cáo phó của bà. Ngày mất, rồi giờ mất, rồi ngày liệm, rồi giờ chôn vân vân, chôn tại đâu vân vân, hoặc là hỏa táng tại chỗ nào vân vân. Nói chung là rất nhiều những cái yếu tố chi tiết mà đã chứng minh rằng là cái sự ra đi của bà Nguyễn Phương Hồng là có thật. Nhưng tại sao các trang báo lại gỡ bài? Ha? Đó là một câu hỏi rất lớn cho chúng ta. Và sau đó đó, ngay trước đó khoảng chừng ngày 6 tháng 10 thôi, tức là trước đó khoảng 4 ngày thì sao quý vị? Một thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng SCB nữa cũng đã ra đi đột ngột, là tên là Nguyễn Tiến Thành, tức là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thấy chưa quý vị? Ghê chưa? Và Quốc Võ đang nói tin này dựa vào một cái tờ báo online gọi là Thời báo.com. Ha, họ đã nói vấn đề này, cho nên là Quốc Võ chỉ dựa vào thông tin này để mà đưa ra thôi quý vị nha. Như vậy thì có nhiều điều bất thường trong cái việc một người bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát được thông báo là đã chết. Và việc này sẽ khiến việc điều tra trong vụ án này gặp rất là nhiều khó khăn. Đây là lời của một luật sư tại Hà Nội nói. Cái hình ảnh mà cái cáo phó được báo chí chụp lại cho thấy rằng là bà Nguyễn Phương Hồng đó đó đã qua đời vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 10, tức là chỉ 2 ngày sau khi bị bắt tạm giam cùng các bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên cho đến giờ đó thì cơ quan công an vẫn chưa đưa ra bất cứ một cái thông báo gì về cái chết của bà Hồng cả. Còn bản tin về cái chết của bà trên các trang báo cũng bị rút lại, không rõ nguyên do. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi một cái trang báo khác là tờ báo Dân Việt đã nói về cái vấn đề này như thế nào nha. Đây quý vị, trên báo Dân Việt cách đây không vài ngày có nói về vấn đề là vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan, một bị can qua đời trong quá trình tố tụng gây khó khăn cho điều tra. Khó khăn thế nào? Thì quý vị biết rằng là Trung tướng Tô Ân Sô đó là chánh văn phòng Bộ Công an,
cũng đã nêu lên rằng là đây là vụ án khó. Vụ án của bà Trương Mỹ Lan là vụ án rất là khó. Nhưng mà càng khó chừng nào thì càng phải làm cho nó ra, ngô ra khoai chừng nấy. Cho nên vừa qua đó là Quốc Võ News cũng đã cập nhật một thông tin rằng là coi như là tổng cộng tới 765 công ty con, những công ty mà nó liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Pháp đó đã bị đóng băng tài sản rồi quý vị. Ha, cho nên là lần này là tướng Tô Ân Sô là phải phải làm việc theo lệnh chỉ đạo của gì? Của bác Trọng. Ha, là càng khó chừng nào á là phải càng làm cho nó tên là tiếng chốt chừng đấy. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, việc có một bị can qua đời trong quá trình tố tụng gây khó khăn cho quá trình điều tra, nhưng với quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật, chắc chắn vụ án sẽ được làm rõ. Vào ngày 29 tháng 10, tại họp báo chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Công an về tiến độ điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, bắt bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và trả lời nội dung này đó thì Trung tướng Tô Ân Sô là Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết rằng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông là một vụ án khó với cơ quan thực thi pháp luật trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án. Tham gia chuyên án này là những cán bộ rất là bản lĩnh, có kinh nghiệm trong ngành, xác định có những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng để lên phương án phù hợp. Đó, rất là khó quý vị, không phải đơn giản đâu. Quý vị đây thấy đây là gương mặt của bên phía của Trung tướng Tô Ân Sô này quý vị nè. Đó, thấy không? Và gì nữa? Và cái mục tiêu á quý vị, cái mục tiêu của việc khởi tố vụ án là nhằm để làm gì? Bảo đảm thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, rồi thị trường tài chính, rồi ngân hàng hoạt động ổn định, rồi để minh bạch và an toàn và phát triển một cách bền vững. Ha? Từ đó là bảo vệ được lợi ích hợp pháp của người dân và những nhà đầu tư, trong đó có cả doanh nghiệp. Thì cái việc mà có một cái bị can đã qua đời do đột tử đó, trong quá trình tố tụng cái việc gây rất là nhiều khó khăn cho cái quá trình điều tra. Nhưng mà theo lời của ông Trung tướng Tô Ân Sô thì ông nói rằng là với quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật đó, thì chắc chắn vụ án sẽ được làm rõ, càng khó càng phải quyết tâm làm. À, ông nói như thế ha. Ông còn nói thêm là tôi xin khẳng định rằng là việc khởi tố các vụ án này do các bị can có hành vi trái pháp luật chứ không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự. Đó, rõ ràng là như thế. Thì trước đó đó, quý vị cũng biết rằng là bên phía của Trung tướng Tô Ân Sô đó cũng cho biết là cái thời gian qua đó, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vân vân á, thì nhà chức trách đã xử lý một số những vụ án, điển hình là những vụ án xảy ra tại công ty Việt Á nè ha, công ty cổ phần tập đoàn FLC, rồi tập đoàn Tân Hoàng Minh, rồi công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư An Đông vân vân. Đó là những vụ án rất là lớn quý vị. Thì theo cái người phát ngôn của Bộ Công an thì sau khi mà khởi tố vụ án tại một tập đoàn đó, doanh nghiệp lớn đã có rất là nhiều những thông tin thất thiệt, sai sự thật, gây là mất an ninh trật tự, an toàn thị trường, làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Thì lợi dụng những việc này đó, nhiều kẻ xấu đã đăng tải rồi phát tán tin giả, sai sự thật liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền tệ, mục đích đã gây ra những hoang mang về dư luận, gây rối loạn, mất an ninh, an toàn thị trường. Hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến cái lợi ích hoạt động bình thường của nhà đầu tư doanh nghiệp. Và Bộ Công an sẽ điều tra, xử lý nghiêm minh những trường hợp có những hành vi đưa thông tin sai sự thật. Bộ đề nghị người dân không tin hay lan truyền thông tin thất thiệt mà phải tiếp nhận thông tin chính thống từ cấp có thẩm quyền. Thì trong một năm qua đó, Bộ Công an đã khởi tố điều tra các vụ lớn như là vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, vụ thao túng thị trường chứng khoán tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, rồi công ty cổ phần chứng khoán BOS, rồi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, và gần đây nhất đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư An Đông.
cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan rồi. Bà là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng với ba đồng phạm. Thì hiện tại bây giờ là họ đã nêu ra cái danh tánh của tổng cộng là tới 14 đồng phạm, là 14 bị can này quý vị. Trong đó có luôn cả hai đứa con gái cưng của bà Trương Mỹ Lan là Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn. Ha. Đó. Đó là những cái thông tin mà phải nói rằng rất là rúng động trong thị trường vừa qua quý vị. Đó. Thì quý vị sẽ được cập nhật thông tin mới nhất từ Quốc Võ News về vấn đề này. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ và nhấn vào nút like để chia sẻ những cái đường link này. Đó. Khi mà có những cái thông tin mới nhất thì quý vị sẽ cập nhật liền ha. Bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một số những tin tức quan trọng thương mại sau đây. Quốc Võ xin giới thiệu quý vị một số những sản phẩm rất là đặc biệt trong tháng 11 này. Thì tháng 11 thì thường thường là một cái tháng những ngày lễ tạ ơn đó quý vị. Thì công ty của Quốc Võ cũng sẽ có một số những cái đợt khuyến mãi đặc biệt. Bây giờ Quốc Võ sẽ pha trà Acetaba để mời quý vị nhé. Thật sự là cứ mỗi ngày như vậy đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ những điều tuyệt vời thế này rất là hay phải không ạ? Đây là một cái gói trà Acetaba của Võ bỏ vào trong cái bình trà như thế này, nước sôi đó, khi mình bỏ vào mình chờ khoảng chừng 5 phút ha thì mình có thể rót ra ly uống được rồi. Thì trong thời gian mà chờ đợi trà nó bắt đầu ra trà để uống đó, thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một loại trầm hương được gọi là nhang trầm. Thì công ty của Quốc Võ đó đang bán với một cái giá đặc biệt nhân cái ngày coi như là cái mùa mà tạ ơn này đó quý vị. Thì mỗi bó nhang trầm như vậy nè, chúng ta có là 100 thanh nhang nhỏ bên trong. Đó, chúng ta mở nắp ra ha, thì chúng ta thấy là bên trong này có 100 thanh nhang nhỏ bên trong như thế này quý vị. Đây nè. Đó. Cái nhang này đốt rất là thơm quý vị. Rất thơm luôn ha. Chúng ta đốt. Đó. Sau đó chúng ta bỏ cái thanh nhang này vào trong cái khay như thế này, cái khay bằng gỗ. Bỏ về. Ha. Bỏ trong cái khay bằng gỗ như thế này. Chúng ta để nắp lại. Rồi chúng ta để cách xa chúng ta khoảng chừng một thước ha. Thì cái mùi mà cái khói của cái nhang trầm đó quý vị, nó sẽ tỏa ra thoang thoảng đó, nó xuyên qua cái nắp hộp như này, nó có những rãnh đó và nó thoang thoảng khắp căn phòng chúng ta luôn, làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái trong tâm hồn. Những lúc nào mà mình cảm thấy mình buồn phiền, có những cái khó khăn cuộc sống đó, thì chúng ta có một cái góc riêng ở trong căn phòng của mình làm một cái góc riêng để mình uống trà, mình thưởng thức mùi hương trầm, tâm hồn mình nó an lạc, nó thoải mái đó, xóa tan đi những cái điều mà phiền muộn của cuộc sống quý vị. Hay lắm. Thì thường thường thì Quốc Võ cũng hay mỗi buổi sáng đó, mình dậy sớm, mình sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mình pha trà, mình pha trà xong rồi mình đốt hương trầm, mình đọc sách hoặc là mình coi YouTube hoặc là mình làm những cái gì đó để suy nghĩ đến những điều tích cực cuộc sống đó, thì rất hay quý vị ạ. Bây giờ mời quý vị cùng Quốc Võ thưởng thức một miếng trà ha. Đây là một loại trà Acetaba của Nhật Bản rất là tốt. Xin mời mọi người ha. Quá tuyệt vời. Thì thưa quý vị, trong tháng 11 này thì Quốc Võ cũng có một cái đợt khuyến mãi rất là đặc biệt luôn quý vị, nhân mùa lễ tạ ơn. Thì như thế này nè quý vị nè. Nếu như quý vị order 6 hộp trà như thế này quý vị, thì quý vị sẽ được tặng free một hộp collagen. Đã chưa? Đó. Tức là mỗi hộp trà như vậy trị giá là bao nhiêu? 45 đô la mỗi hộp. Nếu quý vị mua 6 hộp thì quý vị sẽ được tặng một cái collagen một hộp như thế này. Mỗi hộp này là 90 đô la. Thì mấy ngày vừa qua là Quốc Võ cũng đã giới thiệu rất là nhiều về sản phẩm collagen này và được mọi người ủng hộ rất là tốt luôn.
thì mọi người cũng có review nói rằng sản phẩm này rất là tốt luôn, là uống ngủ rất là ngon quý vị. Có những người bị mất gục ngủ kinh niên cả 10 năm nay, nhưng mà sau khi uống chừng hết một hộp này thôi, 10 chai này thôi, thì quý vị cảm thấy là ngủ rất là ngon và ngủ sâu luôn. Chúng ta có thể ngủ 5-6 tiếng một ngày thôi, nhưng mà chúng ta ngủ sâu thì chúng ta cảm thấy rằng là sau khi thức dậy chúng ta cảm thấy rất rất là khỏe quý vị, có thể làm việc không có biết mệt luôn á. Cho nên đây là một trong những sản phẩm collagen rất là tuyệt vời luôn. Thì thưa quý vị, trong cái mùa lễ tạ ơn sắp tới trong tháng 11 này thì quý vị sẽ có một đợt khuyến mãi đặc biệt, rằng là chúng ta mua 6 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free luôn ha, một hộp collagen này quý vị, quá tuyệt vời ha. Đó đó là một cái đợt khuyến mãi đặc biệt cho những cái sản phẩm trà như thế này quý vị. Rồi bây giờ còn về collagen thì sẽ thế nào? Collagen thì như thế này quý vị, nếu như quý vị mua 6 hộp collagen thì quý vị sẽ được tặng free 4 hộp. À cái này hay không? 90 đô la một hộp này thôi, 6 hộp là 540, thì quý vị sẽ được tặng free 4 hộp nữa, tức là mình mua 6 mà được thành là 10 hộp phải không ạ? À, vừa rồi đó thì Cóc Vỏ và Candy có một cái đợt khuyến mãi rằng là mua 6 tặng 4 rồi còn tặng thêm một cái chai sà bông nữa, nhưng mà đến ngày hôm nay thì qua tháng 11 thì nó hết cái vụ sành đó rồi. Nhưng mà bù lại thì do cái lòng mà thương được quý vị đối với Cóc Vỏ đó, nhất là các bà các cô các anh các chị ở những tiểu bang khác hoặc là ở những nước khác Việt Nam vân vân, còn ở Úc luôn, Canada luôn quý vị, thì đã gọi điện thoại qua để mua ủng hộ sản phẩm, thì đó là một cái tình thương mến thương rất là tuyệt vời luôn. Cho nên là vì lý do đó mà để đáp lại cái tình thương đó đó thì Quốc Võ cũng suy nghĩ rất là nhiều và cũng xin dành thêm một cái đợt khuyến mãi với một cái mặt hàng khác để bù lại cái vấn đề của cái chai sờ bông mà sabu đó. Thì đây là quý vị, đây là một cái hộp kẹo ngậm của Nhật Bản sản xuất luôn, 100% là tiếng Nhật hết quý vị. Nhưng mà khi mà cái mùa mà Covid xảy ra đó thì đây là một trong những sản phẩm mà để ngăn ngừa Covid tuyệt vời luôn quý vị. Để ngăn ngừa Covid ha, chúng ta ngậm mỗi viên thôi, trong cái hộp này á, là nó có là tổng cộng là 24 viên trong cái hộp này quý vị. Thì mỗi ngày chúng ta ngậm khoảng từ 3 tới 4 viên thôi là đủ rồi ha. Và như quý vị thế nào, nó ngăn ngừa Covid, nó không cho Covid tấn công vào trong cái cơ của mình. Hoặc là quý vị biết rằng là khi mà chúng ta bị lỡ miệng ha, chúng ta bị đau họng ha, nuốt nước miếng bị đau hoặc là bị ho vân vân, thì đây là cũng là một trong những loại kẹo ngậm mà rất là tuyệt vời luôn quý vị. Giá bán mỗi hộp như vậy là 15 đô la ha, 15 đô la cho mỗi hộp như vậy. Không có sale đâu nha quý vị nha, 15 đô la ha. Tuy nhiên nếu quý vị mua 6 hộp này, quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp nữa là 10 hộp và được tặng kèm theo một hộp này nữa quý vị. Đó. Đó là một cái đợt coi như là quý để có vỏ là tri ân khách hàng của mình thôi. Chứ thật sự thì trong cái promotion thì không có cái tặng mấy cái này nữa. Và mua 6 hộp, mỗi hộp 90 đô la, tặng 4 hộp là đã nhiều lắm rồi. Nói chung là cái tiền lời rất là ít luôn quý vị ạ. Có vỏ muốn chia sẻ sản phẩm này đến cho quý vị để mình có sức khỏe hơn. Mình uống collagen để mình ngủ ngon, mình cảm thấy mình khỏe mạnh, mình trắng da dài tóc, ha, móng tay móng chân tóc tai được không bị rụng, và mình giúp cho chúng ta bồi bổ sức khỏe rất rất tốt quý vị. Cho nên Quốc Võ đã sử dụng qua thấy là tốt, cho nên mình muốn chia sẻ và mình bán một cái giá rất là rẻ và còn tặng thêm đồ hàng cho quý vị nữa, thì để tri ân khách hàng đó. Đúng ra là không có tặng thêm mấy món này tại vì cái tiền lời mình ít rồi, nhưng mà thật sự là mình cũng muốn tri ân đến khách hàng, cái cô cái chú cái bác ấy đã coi kênh Quốc Võ, ủng hộ Quốc Võ, cho nên Quốc Võ cũng muốn là có một cái gì đó nó đặc biệt tặng cho quý vị. Vì vậy cho nên là nếu mà quý vị mua 6 hộp tặng 4 hộp collection mà còn tặng thêm một cái hộp này nữa quý vị, mỗi hộp này Quốc Võ bán ra với giá 15 đô la, cái này không có discount, nhưng quý vị mua 5 hộp thì vẫn vẫn đúng giá là 15 đô la chứ không có discount gì cả. Tuy nhiên thì trong cái mùa này thì mình sẽ tặng thêm một hộp này, nếu quý vị mua 6 hộp collagen tặng thêm 4 hộp collagen và tặng thêm một cái này nữa quý vị. Đó thì đó là những cái điều mà tuyệt vời trong cuộc sống mà quý vị muốn chia sẻ. Nhắc lại một lần nữa là quý vị mua
mua là coi như là 6 hộp này, 6 hộp trà Asistaba thì quý vị sẽ được tặng free một hộp collagen ha, là một cái option thứ nhất. Option thứ hai là quý vị mua 6 hộp collagen thì quý vị được tặng free 4 hộp collagen cộng theo một cái hộp kẹo ngậm này. Đó, rất tuyệt vời ha. Rồi. Tất cả quý vị nào mà muốn order sản phẩm thì quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714 247 9474 nha. 714 247 9474. Đặc biệt nữa rằng là thí dụ như quý vị muốn sở hữu nhân trầm như thế này đó thì mỗi bó nhân như vậy nè là Quốc Võ bán ra với giá là 135 đô la ha, 135 đô la cho một bó nhân này, cộng thêm cái khay này là 30 đô la nữa. Như vậy tính ra là một nguyên cả một set là hai hai món như thế này đó thì là 165 đô la ha. Đó, một cái thanh nhang, một bó nhang như vậy có 100 cây nhang trong đây. Và chúng ta đốt mỗi ngày một hai cây đó tùy chúng ta ha, rất là thơm, rất là thoải mái, rất là an lạc. Đó. Một bó nhang 135 đô, một cái khay này giá là 30 đô thì tổng cộng hai món là 165 đô. Rồi quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714 247 9474 để có một cái đợt promotion mới nhất như thế này dành tặng cho người thân, bạn bè, cha mẹ, anh chị em, hoặc là chúng ta cũng xài được những sản phẩm tốt cực tuyệt vời luôn. Trà này giúp cho chúng ta ngủ ngon, giúp cho chúng ta giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol, tránh đau khớp, rồi làm cho chúng ta tăng cường trí nhớ, sức đề kháng kháng rất tốt luôn. Đó là trà Acetaba Nhật Bản. Thì toàn bộ những sản phẩm này là của Nhật Bản hết quý vị ha. Trà Acetaba, collagen và kẹo ngậm đều là của Nhật Bản hết quý vị. Rất tuyệt vời luôn nha. Xin mời cả nhà mình.